Con chưa bao giờ ăn Tết xa nhà, nhưng đã 5 năm qua con ăn Tết mà không còn mẹ con nữa. Có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi để với gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều lệ chân về sau cả chiều, ở nơi xứ người cũng may sống chung mấy anh em, chỉ lúc trắng yên bình bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Vì khi tôi với bà nhà tôi chưa một ngày mà không đón Tết cùng nhau. Chúng tôi cũng chưa ở nước ngoài trong dịp Tết bao giờ. Nhưng chúng tôi có những người nhà ở bên nước ngoài. Nhớ cách đây 20-30 năm, ngày Tết phải xếp hàng để được điện thoại về thăm nhà. Rồi kể cả cho đến bây giờ, quý vị có hiểu, có biết cái cảm giác mà chờ đúng vào thời khắc đêm 30 ở Việt Nam, rồi vợ chồng con cái bảo nhau thắp hương trước bàn thờ tổ tại nước ngoài. Và lúc đó nó là 3 giờ chiều. Rồi cùng bật tivi lên để nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước vào lúc 3 giờ chiều. Mọi người có hiểu cảm giác là cái Tết lúc bấy giờ nó ùa về trong lòng những cái người con xa xứ như thế nào? Khi thắp hương xong cứ ôm con vào lòng mà khóc. Mà kể là ngày xưa vào giờ này là bố với ông như thế này này, mẹ với bà là như thế kia này, luộc nồi bánh chưng thế nào. Những cái giá trị đấy nó tuyệt vời lắm. Nó không phải là kỷ niệm, nó trở thành ký ức, một phần máu thịt của mình mà không thể nào quên được. Khi thắp hương này, cái khói hương nó bay lên, nó như là sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ. Cho nên cái Tết của những người con xa xứ phải đi làm ăn mà không về được là cái Tết của sự khắc khoải, cái Tết của chữ ước mơ. Không có cái vị Tết xa nhà trong mâm Tết ngũ vị là chúng ta chưa cảm hết được tấm lòng của người Việt đối với quê hương đất nước đâu. Thì Tú nãy giờ rất là xúc động. Và tôi muốn hỏi câu chuyện của bạn. Bạn ăn Tết xa nhà như thế nào? Thực sự là em đã có một năm phải ăn Tết xa nhà rồi. Thì ban đầu thì con nghĩ nó cũng sẽ bình thường thôi. Nó cũng chỉ là nhớ quê, nhớ bố mẹ một chút. Nhưng mà vẫn còn bạn bè ở đấy. Nhưng mà cái khoảnh khắc giao thừa ấy, nó làm cho con bị chạnh lòng. Chả nhẽ mình vì tiết kiệm mấy đồng bạc, hay là chả nhẽ vì cuộc sống mưu sinh mà mình không thể về với bố mẹ sao? Thì cái lúc giao thừa đấy con có gọi điện thoại cho bố, cho mẹ. Thì bố mẹ vẫn niềm nở, vẫn rất là vui khi con gọi điện. Nhưng con biết là bố mẹ con buồn. Buồn cái là anh trai thì cưới vợ rồi.
còn có mỗi bố mẹ con ở nhà thôi. Nên cái khoảnh khắc đấy nó là một khoảnh khắc mà con tự hứa với bản thân mình ấy. Dù mình có bận như thế nào đi chăng nữa, thì cái phút giây giao thừa, cái phút giây mà thắp hương trước ban thờ tổ, nó thiêng liêng lắm, không bỏ được, không thể bỏ được. Cho nên các năm sau dù con có thế nào đi chăng nữa thì con vẫn sẽ cố gắng về, thu xếp về thăm bố mẹ, thăm quê hương. Đấy là cái điều con mong mỏi. Và nhà con thì nó có một cái mà con vẫn muốn duy trì, đó chính là ngày 28 Tết nhà con sẽ gói bánh chưng. Đó là một cái thói quen hàng năm và con nghĩ rằng là con cũng như bố mẹ con rất yêu nó. Vâng. Một chàng trai miền Bắc Nam tiến từ nỗi đau đáu của người đàn ông. Tưởng chừng rất là mạnh mẽ, nó còn như vậy thì đối với những người phụ nữ thì còn sâu nặng và sâu sắc đến nhường nào. Hồi nãy Ân cũng khóc rất là nhiều khi mà chị Bùi Lan Hương hát. Con xin lỗi khi mà con thường xuyên xúc động như vậy khi nhắc về gia đình, nhắc về ba mẹ. Con chưa bao giờ ăn Tết xa nhà, nhưng đã 5 năm qua con ăn Tết mà không còn mẹ con nữa. Chính vì vậy mà Thiên Ngân cũng muốn nói với tất cả mọi người, những ai còn có thể, hãy trân trọng cái giây phút ăn Tết, trân trọng cái giây phút mình ngồi bên mâm cơm cùng với ba mẹ, cùng với gia đình của mình khi còn có thể. Chỉ như vậy thôi ạ. Tự dưng cái vị xa nhà lại khiến cho tất cả chúng ta đều cảm thấy rất là chạnh lòng, đúng không ạ? Hương tin rằng là bất kể chúng ta có xa nhà hay không, nhưng mà khi tâm hồn và tấm lòng của chúng ta hướng về Tổ quốc thì sẽ có một ngày chúng ta thành công. Tất cả những người con xa xứ sẽ thành công và mang được nhiều những cái điều tốt đẹp về để xây dựng đất nước của mình. Và có lẽ là khi mà nghĩ về tương lai như thế thì chúng ta sẽ bớt buồn đi và chúng ta sẽ có thêm động lực để tiếp tục mà lao động và phấn đấu. Và là... Bác ơi mãi mê Tết năm xưa, bay biển đơn sơ chút mất dừa, vậy mà vui sao vì cả nhà mình Tết bình an bên nhau. Chỉ cần năm nay cả nhà ta có bố có mẹ có ông bà, có sức khỏe luôn say khoắn vui cười thì Tết năm nay giàu to nhà. Tết đến về bên nhau cần chi phải. Cái Tết của mẹ giàu tốt.